cả mọi người nhá. Ok, chúc mọi người có một cái mới thật nhiều vui vẻ. Hôm nay thì mình tiếp tục đi ra đây xem thanh niên này thả diều. Nay mày cho anh thả nữa nhá. Không, xung quanh anh cắt rồi. Xung quanh anh cắt gọi là không may đâu. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Quay gì tầm này. Cứ thả tiếp đi anh xem nào. Đi thôi. Nay thả con mới à? Ui giời, hai con luôn cả. Nay mày chơi hai con rồi à em? Đúng rồi. Thế cho anh mượn một con anh chơi. Không. Thế anh mượn con này nha, hôm qua anh cắt dây con này mà sao không. Mà vẫn đi lấy được cái giỏi đấy. Không. Khét đấy nhỉ. Được ấy chứ. Đâu thế. Thôi. Tôi thả luôn à. Ôi trời ơi. Nèo liều hỏng ơi. Thế để anh đâm. Anh sửa không anh chỉnh cho em. Không. Sửa à? Mày vừa khinh thường tao xong. Thôi em chả cần. Ờ, thế chả cần. Gì mày đu điều? Ơ sao mày thò thế? Mày hôm qua mày trả nam hòa ấy, tao thả gì con ma? Không, nam hòa thì anh cắt mẹ của em nào. Ơ mình nam hòa thì tao thả gì con ma mày ra mày giật tao cho mày giật sướng thì sao nữa? Sướng thì tầm này anh tự nhiên anh cắt của em đi. Cắt ra thì không may. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ai muốn đâu? Muốn mà anh cố tình. Anh nói thật luôn, anh mà cố tình à? Lần sau. Thằng này chạy đi anh. Giờ hỏng rồi, thôi để anh giật nhá. Anh giật to. Nó bảo không các bạn ạ. Mẹ, nay lại khinh thường mình cay thật đi chứ. Mày cay. Thế là nay mình sẽ chôn nó cái gì nhỉ? Mình sẽ chôn nó cái gì được nhỉ? À, hay là mình sẽ thử giấu cái điều này bỏ đi xem nó sẽ phản ứng nào. Đúng là con trai của ta. Chúng sẽ giấu điều nó ra đây. Mình sẽ giấu ở đâu được các bạn nhỉ? Mình sẽ giấu điều nó đi nha các bạn nhé. Mình sẽ giấu nó xuống đây. Thì đằng đấy thì hơi cũng khó mà thôi. Mình sẽ vứt nó xuống đây luôn các bạn. Vứt đây dây mình sẽ treo lên đây nhá. Thì có thể mà lấy được dễ hơn. Đó, đấy. Cuộn dây để lên đây các bạn nhé. Hello em á. Đâu ấy? Đấy. Đấy các bạn ạ. Thì mình sẽ giấu diều nó xuống đây. Nó sẽ không biết được đâu các bạn nhé. Đấy, để xem là nó sẽ phản ứng thế nào. Xem nó có bực tức không các bạn ạ. Giấu diều của trẻ trâu. Đấy, mình sẽ giấu một cái đâu. Còn một cái này nữa thì ra xem nào. Đâu, xem nào. Trời ơi, diều lên cao phết nhỉ. Đây đây. Nó bị đánh à. Thôi, đừng kéo lối dây em ơi. Này, giữ để anh chỉnh cho một tí thôi. Một chỉnh cho một tí thôi. Để yên này. Mường nhỉ. Mường. Ta đùa. Ta đùa một tí thôi mày, mày gắt vậy. Mày đánh cả vào tay tao nữa. Em không đấm anh là mày đấy. À, mẹ là người khét đấy nhỉ. Em. Mày mày mười anh em chấp. À đù. Mày mày mười anh em chấp. Được của nó các bạn. Được đấy. Đâu hôm nay đi quay mày video xem mày thả con diều này như thế nào. Để xem mày thả được bao lâu. Mày thả mày cứ cọc đi tí anh giấu diều mày đi. Em đứng đây. Đâu đưa anh kéo tí. Mày làm sao đây? Mày thích ương không? Anh bỏ ai ạ? Bỏ tay ra. Mày bỏ ra. Em chấp đây. Để tao kéo mà xem. Cô đây đi anh. Thế cho anh chỉnh nha. Nên anh chỉnh cho. Không cần. Anh sao đây? Không. Mày khinh thường ra thế đúng không? Chấp. Chấp à? Thả đâu? Phần bình luận thì mong rằng mọi người cũng sẽ tải cái game đấy về và chơi thử xem nó sẽ như thế nào mọi người nhá. Chứ còn mình cũng chơi thử app đấy, nói chung là cũng khá là hay mọi người ạ. Ok các bạn ạ, bây giờ thì mình sẽ về, mình sẽ lấy con diều to khổng lồ nhất của mình để mình đại chiến với nó nhá. Tôi sẽ mang con diều khổng lồ ra để đại chiến với nó các bạn ạ. Khinh thường thì thẳng. Chơi này mình nghĩ là khinh thường làm sao, đây là một bộ bò các bạn nhá. Mà thôi, chơi này mình nghĩ là không có những sáo đâu. Mình cứ mang con diều khổng lồ nhất. Bộ sáo này mình sẽ test sau các bạn nhé. Bộ sáo này mình làm rất là nhiều video về nó rồi mà thằng kia nó không biết các bạn ạ.
để tạm lên đây. Bây giờ thì mình sẽ vác cái việc này ra nhé. Vác con đại chiến khổng lồ ra đi solo với thằng đều thằng tẻ con đó bạn. Đúng là con trai của ta. Đi. Để xem là con này nó sẽ lên như thế nào. Xem là nó khinh thường mình nữa không các bạn nhá. Thả con đại chiến khổng lồ luôn. Này, solo không? Chấp à? Ảo thật đấy. Nó vẫn nói con chấp bạn. Tí ta lên đây. Hôm nay có rất là nhiều các em trẻ con ở đây thì cho các thanh niên trẻ con này kéo rìu nhá. Thanh niên nào xem thanh niên nào kéo được rìu không? Solo không? Rìu mày chắc chưa chắc bằng cái đuôi của mình các bạn ạ. Đây, nhìn này. Cái rìu này á, cái đuôi của tao còn to hơn cả mấy cái rìu của mày. Rồi ơi. Điều rồi rồi, có thế mà nó khinh thường người khác. Ok, bây giờ thì mình sẽ nhờ anh em mình đâm các bạn nhá. Anh em mình sẽ nhờ anh em mình đâm. Quân ơi, giữ Quân ơi, đi đâm cho anh. Mấy anh trẻ con ở đây. Tí. Tí. Cứt thằng cua giờ điều nó rơi rồi. Biết sao được? Cái điều nào? Cái điều mà nuôi màu vàng ấy. Chịu, không biết. Quê bà. Quê. Không biết gì đâu. Không biết gì đâu, nhìn mặt anh lươn. Nó bảo mình lươn các bạn ạ. Anh biết gì đâu, cái điều của mày có giấu đâu mà biết. Dây ta còn đang rối này, còn đang bực, còn chết đây. Quê bái lồn. Quê thịt mẹ. Chưa gì? Tưởng thế nào? Giờ liều mà mày mất mày đổi vạ tao, tao sút chết đấy. Chịu. À, mày chấp mời tao á? À? Mày đi đấy. Mẹ đua liều giờ rơi để kêu quá. Mày làm sao? Bỏ ra từ từ để anh gỡ giày ra rồi anh đánh nhau nhá. Từ từ. Anh em phát xuống đây là anh đây đâu? Mẹ bỏ ra tao không biết gì đâu. Đây nha, bây giờ anh sẽ thả chiếc diều này xem. Diều mày rơi đúng không? Ê giời, tưởng thế nào? Ôi diều còn con mà cũng... Anh đền cho em đi. Chịu rồi, anh biết gì đâu. Anh đang đứng ở đây mà anh biết gì đâu. Tao... Anh nói thật luôn, nhưng anh mà giấu á. Mà... Anh mà nói sai ngày mai anh nói lại. Anh mà nói sai ngày mai anh nói lại. Đền anh. Từ từ bỏ ra. Đền đâu? Từ từ bỏ tay ra. Thế bây giờ em hỏi anh có đền không? Tao biết gì đâu mà đền. Ờ, anh biết gì đâu. Đến không? Không, chịu, một không biết. 1 mà 2 là 2. Mà sao mày bảo ai, bao nhiêu đứa trẻ con ở đây? Chỉ có anh thôi. Anh biết gì đâu. Anh biết gì đâu. Mấy bọn này nó nói làm gì? Chỉ có cái mặt anh. Thôi chịu anh, đấy, anh chịu đấy. Anh là kẻ thù của em à? Thôi. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó... Chị ơi, anh có con diều to khổng lồ này. Mày, anh thẳng lấy con diều đấy của mày gì? Mày chưa xem, mày chưa xem clip này, anh thả con diều này thôi. Nhưng mà anh... Mày làm gì có tivi mà xem con diều này của anh. Anh đừng bao giờ khinh thường người khác. Chả khinh thường hay sao? Bỏ tay ra, lối dây, bỏ tay ra. Nhà em bằng cái 10 thằng rôn đặc đi đi. Đi nào. Hải đứng ở đây quay mỗi diều. Đây này, giờ nhìn thế này. Tao đang mở hai to hai con mắt ra nhìn này. Mở to hai con mắt, có hai cái mặt đấy tí. Đây mình giờ giật cho mà xem này. Bỏ tay ra, bỏ cái tay bẩn dơ bẩn ra, đừng động cái dây được tao. Thích đây. Bỏ. Thôi. Thôi để anh đua à. Ai đua? Ai cho mày đua? Em đua. Bỏ tay ra sút chết này đấy. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Nói thật. Anh chỉ náo vô cùng. Đấy. Thấy không? Anh. Nói thật mày đừng bao giờ nghĩ người khác thế thôi. Lên nào. Lên nào. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Tưởng thế nào. Bay. Toàn bạn ạ. Rơi giữa đồng luôn các bạn. Không may thôi. Quê bái rồi. Không may mà. Ai muốn nó rơi đâu, không may. Hôm nay điều mình gặp sự cố bị rơi giữa đồng các bạn ạ.
không biết có ảnh hưởng gì không. Mình nghĩ là chắc không sao đâu. Bây giờ thì mình sẽ lại mình sẽ kéo xem các bạn nhé. Quay chú. Đừng động cái liều của anh, mày thích cái được à? Đừng lại. Ê, từ từ từ, có gì? Có gì anh em mình thương lượng tiếp. Sao? Thôi, đang đi. 1, 2, 3 lên. Ơ cái gì đây? Tay ra để kéo, bỏ tay ra mày không kéo đâu. Anh kéo ra được cái liều của mày. Anh bỏ ra để em kéo đâu. Anh bỏ ra để em đuôi nha. Đây. Anh bỏ ra em cầm được yên tâm. Kéo được không đây? Kéo được. Chắc chắn luôn. Anh cứ bỏ ra. Đây lên cao rồi nha. Rồi anh bỏ ra. Mày kéo được không đây? Kéo được, đơn giản. Cái thằng lớp 7 như mày mà kéo được cái liều bún mẹ của anh. Quá đơn giản. Kéo làm sao được. Tuy gì? Nhẹ ợt. Nhẹ ợt đấy là không có gió rồi, bỏ tay ra. Thôi anh đừng bốc phét, đừng mõm. Bỏ tay ra. Ui, anh bỏ cho em đâm đi, anh bỏ ra. Đằng này rất cao luôn các bạn ơi, nhìn này. Lên cực kỳ cao luôn nhá. Đó. Rồi anh bỏ ra em đua. Chịu, bỏ em ra. Em cũng tăng nhỏ. Liều của anh mà bỏ ra á. Em mời em đua nào. Chịu rồi. Chịu rồi thì. Bỏ tay ra. Ờ, nó cái liều của nó các bạn ạ. Liều của mình mà các giờ bạn. Giờ cái liều kia của mày anh chả biết tới đâu. Nó lời đâu anh ấy. Anh giấu rồi, em để kìa, chưa. Sẽ thôi. Kìa. Chịu không biết rồi, ơ kìa. Ơ kìa. Anh bỏ ra em cầm nè. Mất liều rồi. Kệ bố nó, em mua điều anh cơ. Chịu, bỏ tay ra. Ơ mày nhận vợ á? Bỏ tay ra. Đâu đâm vào cái gì thật rồi. Em chịu anh nhá, anh đền điều em không biết đâu. Anh biết gì đâu? Anh biết gì đâu? Em thả con này mày không nhìn. Thì em hỏi anh có đền không? Anh biết gì đâu? Giờ anh cọc cái điều này á? Rồi anh tính tiếp. Tính tiếp cái gì? Đưa em cầm. Đây cho mày cầm một tí. Tí gì em cầm mấy chục điều này rồi em mà. Anh cắp điều em này. Điều này điều em thôi đừng có bốc phét, bỏ tay ra. Rồi. Đi. Đền. Thôi thì. Một là một mà hai là hai. Ơ mày vẫn ngang bướng nhỉ? Bướng sao? Thôi thôi anh em mình có gì giải quyết tiếp thì bây giờ anh ra đây anh sẽ trả điều em nhá. Đâu, đi điều em đâu? Bây giờ mình sẽ ra đây mình sẽ giả điều đó anh em. Đây, giả điều đây. Giả điều nha. Nha. Giả điều đây. Giả điều đây. Giả điều. Giả điều đây. Xuống cái giả điều. Xuống cái giả điều, xuống cái giả điều, đứng. Xuống cái giả điều. Không. Thôi á. Anh trả điều em đi. Không bướng đâu nhá. Đây đây đây. Điều mình để đến đây mọi người. Thôi nha. À đù. Đuôi. Thôi trả nha. Đang ngủ mõm à. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hôm nay chôn giấu điều của thanh niên này, định cho thanh niên khóc khóc một tí cơ. Nhưng mà đây đấy, giờ điều lôi rồi đi lấy đi, chịu đấy. Ha ha. Ô đi lấy cho em nào. Đi mấy thanh niên kia lấy điều cho. Cầm cái pin. Thôi bỏ tay ra đi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hôm nay thanh niên này vẫn ngang bướng. Còn nói chung là lần sau mình sẽ làm một cái video trôn tiếp anh em ạ. Đấy, thanh niên kéo diều, thanh niên bảo khỏe lắm, khỏe vừa nằm hẳn ra. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu bạn thấy video của mình hay, hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like, subscribe, chia sẻ video và nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nhé. Bye bye.